Xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ test một cái sản phẩm, đó là một con Equalizer hay gọi là lọc xì cũng được anh em nhé. Đây là con này, nó của DBX, mang nhãn hiệu 231S. Đấy. Rất chi là đẹp nhá. Mỗi một kênh ở đây có hai kênh nhá, mỗi kênh nó có 31 cần chỉnh Equalizer anh em nhé. Rất đơn giản cho anh em. Tất cả những cần này nó rất chi là khít nhá. Rất chi là khít. Đấy. Để cho các bác chỉnh, nó không bao giờ sợ bị lỏng lẻo nhá. Đấy, rất chi là hay. Đấy, chắc chắn. Thì là cái giải tần này thì là thường thì từ giải tần 20Hz cho đến 200Hz thì là nó là giải bát anh em nhé. Và từ 250 cho đến 2kg thì nó là sẽ là giải trung. Và từ 2,5kg cho đến 20kg thì nó là giải check anh em nhé. Anh em lưu ý cho anh cho em. Đấy. Để tinh chỉnh cái này rất dễ thôi. Anh em thích nghe bát nhiều, anh em phải tăng đấy, tăng giải bát lên đấy. Và thích nghe check nhiều thì mình có thể tăng thêm check đấy. Phần trung thì mình giữ nguyên cũng được. Trong khoảng trung này mình giữ nguyên anh em nhé. Còn đây là đường input đầu vào của nhạc đấy. Anh em cứ để vặn volume để 12 giờ cho em đấy, hướng 12 giờ. Còn đây là đường bypass đấy. Bypass, EQ bypass anh em dùng đấy. Dùng thì nhả ra. Đấy, mà không dùng thì ấn vào anh em nhé. Rất đơn giản thôi. Đây là phần nao cắt. Đấy, cắt đi những dải âm trầm, âm ù anh em nhé. Bộ dàn nhà mình mà nó ù quá anh em phải cắt đi nhé. Và răng thơ thì nó là tăng. Đấy, tăng những dải trầm của mình lên. Đấy, nghe nó rất chi là hay. Đấy, và bây giờ em sẽ test sản phẩm này để cho các bác nghe cái chất âm của nó. Anh em đeo tai nghe để thưởng thức cái chất âm của một con lọc xì nhé. Em sẽ mở từng kênh một. Đấy. Khi bật lên là những cái đèn nháy ấy, đấy, báo hiệu. Đấy. Báo hiệu những cái tín hiệu nhạc vào anh em nhé. Anh em cho tai nghe. Đấy kênh nhá. Rõ rệt luôn nhá. Đấy, thích tăng bass lên, anh em tăng lên. Và thích tăng check lên này. Đấy, tăng check lên. Đấy, anh em thích nghe nhạc vàng. Nghe rất lẩy nhá anh em nhá. Đấy. Nghe rất lẩy, rất hay. Đây là không dùng vậy. Anh em không dùng nhá, không dùng ấn vào. Không dùng thì nghe nhạc rất chi là yếu nhá, vào tối nhá. Nghe nó không được lực. Đấy. Đây là không dùng thì nghe rất chi là yếu và không được nhé. Em nhả ra này. Đấy. Nghe khác hẳn luôn nhá. Anh em đeo tai nghe cảm nhận nhá. Và anh em lưu ý cho em nhá. Mở không lên để quá cái đèn nháy này. Để không lên quá góc 10 dB anh em nhá. Em thường em để trừ 10 dB thôi. Nếu mà để quá cộng 10 thì nó sẽ bị vỡ tiếng anh em nhá. Anh em lưu ý cho em. Đấy. Đấy, rất chi là đơn giản thôi. Thích tăng bass thì anh em phải tăng lên. Đấy. Nghe nó lực hẳn lên nhá. Đấy. Và thích trăng check. Đấy. Thích nghe thi thách thì anh em phải tăng check lên. Đấy. Nghe khác biệt rõ rệt luôn. Giá con này thì nó chỉ có 1.300.000 đồng. Đấy, 1.300.000 đồng bao ship tặng lấy rác cho anh em. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy, tăng lên, tăng bass lên. Đấy, tăng check lên. Bypass, em thử lại lần nữa. Bypass là không dùng rồi. Đấy, không dùng nghe rất tối nhá. Em nhả ra này, nhả ra là dùng này. Đấy. Nghe rất lực nhá. Đấy.
quá chi là hay. Tất cả các cần chỉnh này nó rất chi là khít anh em nhé. Anh em không sợ lo bị lỏng lẻo nhá. Một số những hàng mà kém chất lượng ấy là nó hay bị lỏng lẻo như cái cần này. Đấy. Nhưng mà cái cần này nó rất chi là chặt và khít. Đấy. Sử dụng rất chi là yên tâm anh em nhé. Đấy. Sử dụng con này thì đơn giản thôi. Giá chỉ có 1.300.000 đồng, bao ship tặng dây rắc cho anh em. Đấy, bên em thì giao hàng toàn quốc. Đấy. Anh em lưu ý là đây là hàng của Chila nhé, Chila loại 1. Đấy, hàng cao cấp Chila loại 1. Đấy. Để kết nối con này thì đơn giản thôi. Em đây kết nối xuống dây đẩy. Đây đường nhạp vào. Đấy, em lấy từ máy tính. Từ máy tính anh em cổng cắm cho em vào đường input nhé. Đấy, vào cổng input của kênh 1 và kênh 2. Đấy. Và dây ca lông thì anh em cắm cho em vào hai đường output, cắm xuống con đẩy. Thế thôi, thế là xong thôi. Nếu mà anh em không có ca lông nhá thì ở đây có rắc hoa sen. Khi anh em mua hàng thì bên em sẽ tặng cho anh em một dây cặp dây hoa sen. Đấy. Và cái rắc 6 ly. Ở đây nó có thể rắc 6 ly anh em để cắm đường out. Đấy. Đường out và đường in từ đều được hết nhá. Đấy. Mỗi một kênh thì nó có đều có dùng cho ca lông và dùng cho rắc 6 ly. Đấy, riêng biệt. Đấy. Anh em lối đơn giản vậy thôi. Đằng sau thì nó có công tắc nguồn nhá. Đấy, công tắc nguồn và điện cắm nguồn vậy thôi. Sử dụng con này thì quá dễ rồi, để mà nghe nhạc hoặc hát karaoke trong gia đình thì quá chi là tuyệt vời. Đấy, giá thì hợp lý, rẻ, bình dân cho anh em. Đấy, không đắt nhá. Hàng thì bảo hành cho anh em 12 tháng. Đấy, lỗi tháng đầu đổi mới cho anh em nhá. Đổi mới cho anh em trong vòng 1 tháng đầu. Đấy, bác nào có nhu cầu thì mua hàng thì anh liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới. Đấy. Anh em xem video nhớ nó nhấn like đấy và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của bên em nhé. À, chào anh em ở những video tiếp theo nhé.